Trở lại chương trình giờ giáo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, lúc nãy ông nói rằng Liên Âu bây giờ trở thành một cái câu lạc bộ chính trị hợp và tác kinh tế. Vâng. Kinh tế đấy, không nhưng có chính trị. Thiếu cái khả năng bảo vệ... Họ thiếu cái sự thống nhất về chính trị và không có khả năng bảo vệ, về an ninh cho chính mình đấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái lá chắn mà ngày xưa khi mà Hoa Kỳ hợp tác để mà làm đến NATO để nhằm mục đích ngăn chặn cái đà bành trướng của Liên Xô, thì chính Hoa Kỳ đã gọi là cổ suý cho một cái giá trị dân chủ của những quốc gia đó. Thì bây giờ nếu mà nó xảy ra những cái khủng hoảng có tính nội bộ của những nước Liên Âu đó, thì chắc có lẽ không nên đổ lỗi cho nước Mỹ hoặc là cho cá nhân ông Trump chẳng hạn, không? Đúng rồi, thì chúng ta đừng nên quên chuyện này. Tại vì cái tuần trước thì thiên hạ cứ nhao nhao lên nói cái chuyện nước Nga can thiệp vào chính trị, gọi là cái cuộc bầu cử của Mỹ. Trước khi nước Anh có cái cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6, chính Tổng thống Barack Obama đến tận nước Anh là kêu gọi dân Anh rằng là đừng có ra khỏi Liên Âu. Và còn hăm dọa một cái cách, tôi dùng cái chữ này cho nó rõ ràng, đó là cách hỗn láo đó. Rằng là nếu mà không đó thì nước Anh đó là sẽ phải đứng xếp hàng đằng sau để khi mà đúng muốn làm ăn với Mỹ. Tức là rõ ràng là can thiệp vào nội tình của người ta trước khi người dân bỏ phiếu. Bây giờ đây nhào nhào lên nói rằng là liên bang Nga làm này thế kia, người ta không nhìn thấy cái chuyện đó. Tại vì tôi thấy ông Obama ông làm cái đó nó có cái lý của ông, là ông sợ rằng là Liên Âu bị khủng hoảng. Thành ra ông cố gắng, ông hàn gắn lại chuyện đó, nhưng mà ông hàn gắn không được. Là tại vì cái vấn đề nó không phải là tùy nước Mỹ mà nó tại tùy vì Âu Châu. Cái chuyện thứ hai nữa đó là, như mình nói lại cái chuyện cái câu lạc bộ kia đó chẳng hạn, thì chúng ta có một số câu hỏi đó mà ít ai nêu ra. Nếu mà nhìn từ quan điểm của Hoa Kỳ dưới đời bất cứ một tổng thống nào cũng vậy, thấy không? Thì khi mà Liên bang Xô Viết tan rã đó, cái quyền lợi của nước Mỹ trong cái lá chắn NATO đó nó là gì? Đó là câu hỏi đầu tiên. Và quyền lợi của Âu Châu nó là gì? Thì tưởng tượng xem là lúc đó nó là cái người thừa hưởng cái kết quả gọi là cổ tức hòa bình đó là chính là ông Bill Clinton. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc đó là chính ông là người thúc đẩy NATO đẩy lá chắn đi về hướng đông. Dưới những cái gọi là cái cuộc cách mạng dân chủ muôn màu đó ở tại Georgia rồi Ukraine rồi trước đó thiệp khắc thí dụ như vậy, rồi đến sau cùng đến cả Serbia đó chẳng hạn đó, thì cái đó nó cho các nước Âu Châu một cái ảo tưởng là một nước nghèo nhỏ đó vẫn có thể tham dự vào trong một cái liên minh quân sự đó để có thể phát huy dân chủ, thấy không? Tức là dùng cái sức mạnh quân sự để gọi là nói đến cái quyền dân chủ của mình. Đến bây giờ đó là chính nhiều nước Âu Châu họ cũng nói đến cái quyền dân chủ, cái quyền dân của họ. Họ đòi ly khai, họ đòi ra khỏi Liên Âu đó thì là các nước đó là tá hỏa tam tinh lên. Thì thấy cái vấn đề đó, nó xảy ra trước khi người ta nghe nói đến một cái tỷ phú là cái ông Donald Trump. Ông nhúng nhích, ông đi ông tranh cử. Cái chuyện thứ hai nữa đó là mình nói là NATO đó có thể bảo vệ nước Mỹ được như thế nào, ít ra về mặt tài chính đó chẳng hạn, này bao nhiêu đó. Thế thì các cái tổng trưởng quốc phòng của Mỹ dưới các cái chính quyền đó, trước ấy đã đều nói đến cái việc đó rằng là cái đó nó là cái sự tốn kém, mà tại sao mà cả nước Mỹ phải chịu chuyện đó. Chúng ta nhớ là trong cái chiến dịch hồi nãy tôi nói đến cái chiến dịch mà Afghanistan chẳng hạn đó, muốn di chuyển một trung đoàn của Đức đi từ Âu Châu vào chiến trường Afghanistan đó, nước Đức không có cái khả năng đó. Cuối máy bay của Mỹ không, thuê máy bay của Ukraine đi vào cái chỗ đó. Thế thì tưởng tượng xem rằng là ngày xưa có một nhà ngoại giao Ân Lê, như những cái người Ân Lê thâm hiểm khác, đã nói rằng cái mục tiêu của NATO đó là tức là kéo Mỹ vào là một hang, đẩy Nga ra, và thứ ba nữa đó là dìm nước Đức xuống, đặng để rồi có quân lực của Mỹ ở tay tại nước Đức đó. Thành ra cái chủ trương gọi là quốc gia hay là phát xít thế này của Đức thì nó không có nổi dậy, là tại vì nó đã hai lần nó gây chiến trong đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến. Thế thì gần như mục tiêu đó, thế thì nhìn thấy rõ ràng là lá nước Âu Châu đó là nhìn thấy họ biết rõ chứ cái nhược điểm của họ, chứ thành ra phải kéo nước Mỹ vào đặng để gọi là làm thành một cái anh sheriff bảo vệ hòa bình của cái cõi Âu Châu, và đến khi có cái chuyện gì không được đó thì lại quạt nước Mỹ. Thế thì bây giờ nhìn thấy là Liên Âu có 500 triệu dân so với lại 330 triệu dân Mỹ, và tổng sản lượng của Liên Âu không bảo vệ được mình,
Tổng sản lượng của Liên Âu đó là nó cũng sấp xỉ, nó gần bằng tổng sản lượng của nước Mỹ chẳng hạn. Thế tại sao mà họ không bỏ được 2% cái lợi tức của họ để họ đi mua bảo hiểm mà họ cứ trông cậy vào nước Mỹ? Cái thứ ba đó là Mỹ ước NATO đó được xây dựng cho một cái hình thái chiến tranh, mình có thể nói là quy ước. Cùng lắm nó dẫn đến cái gọi là chiến tranh nguyên tử. Thế giới ngày hôm nay là khác rồi phải không? Thế giới nó khác, mà trong lúc đó đó là khi mà dưới chính quyền Leonid Brezhnev, họ đã đưa 60 sư đoàn vào giữa biên giới của khối Xô Viết với lại biên giới của Tây Âu đó, thì chính quyền Ronald Reagan lúc đó đã phải chí hỏa tiễn tầm trung để bảo vệ. Thì ngay trong nước Đức và nhiều thành phần phản chiến cực tả của nước Mỹ đó đã chửi cái đó. Và nhiều người dân Đức đang là thà đỏ còn hơn chết cơ mà, tức là còn muốn gỡ lại chuyện đó. Còn muốn là không cho nước Mỹ bảo vệ bằng võ khí tầm trung thôi, chứ không phải là võ khí được gì lưỡi gớm cả. Thế xong đến bây giờ đó thì lại xảy ra, nói là cái chuyện gì nước Mỹ cũng đi làm, đi bao đồng này kia. Thế thì bây giờ đó là khi mà xảy ra cái vụ khủng hoảng trong thế giới Hồi giáo cực đoan đó thì NATO đó cũng lại mong lại vào nước Mỹ. Thưa ông, nói về vấn đề can thiệp của nước Mỹ thì chúng ta có thể liệt ra một vài cái vài cuốn sách, tất cả những lời tuyên bố của các tổng thống Mỹ hoặc là cái chính sách của Hoa Kỳ nó đều là như vậy cả. Bằng chứng là khi mà ông Trump ông bảo rằng dân Anh very smart khi mà họ tách khỏi Liên Âu chẳng hạn, thì nếu mà hiểu một cách xa gần cũng là một cách gọi là can thiệp khéo léo. Và ông còn bảo rằng các nước khác có thể theo dân nước Anh nữa. Cái đó đúng chứ, mà người ta có cái quyền cái đó. Sau ít phút thông tin thương mại.